Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá mới nhất của kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Và sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Bóng đá Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có ở đấu trường châu lục. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã công bố số đội tham dự và thể thức thi đấu của giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2023. Trong đó, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia mỗi quốc gia có 2 đại diện tham dự giải. Philippines và Singapore mỗi quốc gia có 1 đại diện. 4 quốc gia gồm Brunei, Campuchia, Lào và Myanmar mỗi quốc gia được cử 1 đại diện thi đấu vòng playoff để tranh 2 suất còn lại. 12 đội tham dự giải sẽ được chia vào 2 bảng, mỗi bảng 6 đội, thi đấu theo thể thức giống AFF Cup. Tổng giá trị giải thưởng bao gồm cả tiền hỗ trợ cho các câu lạc bộ tham dự giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á lên tới 1,5 triệu USD. Vòng playoff dự kiến được tổ chức vào ngày 26 tháng 8 năm 2023 lượt đi và 29 tháng 8 năm 2023 lượt về. Vòng đấu chính sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 9 năm 2023 đến 15 tháng 5 năm 2024. Bên cạnh giải đấu này, bóng đá Việt Nam còn dự tranh 2 sân chơi châu lục nữa trong mùa giải 2023-2024 là AFC Champions League và AFC Cup. Tại AFC Champions League, sau những thành tích mà Viettel FC và Hoàng Anh Gia Lai có được ở hai mùa giải gần nhất, Việt Nam sẽ có hai câu lạc bộ ở V-League được tham dự là đội vô địch V-League và đội vô địch Cúp Quốc gia 2022. Trong khi đó, đội Á quân V-League 2022 sẽ có suất tham dự AFC Cup, sân chơi mà Hà Nội FC từng lọt tới trận chung kết liên khu vực năm 2019. Do các giải đấu nói trên diễn ra trùng thời điểm nên để tránh xung đột về lịch thi đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF sẽ cử các câu lạc bộ khác nhau tham dự. Vì vậy, sẽ có tối đa 5 câu lạc bộ của bóng đá Việt Nam cùng tham dự các giải đấu quốc tế trong một mùa giải. Đây sẽ là kỷ lục chưa từng có của bóng đá Việt Nam ở sân chơi quốc tế khi từ trước đến nay, bóng đá nước nhà thường chỉ có 2 đến 3 đại diện góp mặt. Ở mùa giải năm nay, Việt Nam cũng góp mặt hai đại diện là Hoàng Anh Gia Lai AFC Champions League và Viettel FC AFC Cup. Một tin vui khác, đội tuyển Việt Nam tăng một hạng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10 từ 97 lên 96. Kết quả này có được là nhờ những kết quả tích cực ở loạt trận giao hữu hồi tháng 9. Trong tháng 9, đội tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu với Singapore và Ấn Độ tại sân Thống Nhất. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chiến thắng cả 2 trận, được cộng thêm 7,81 điểm, qua đó lấy lại vị trí thứ 96 từng nắm giữ hồi tháng 3 với 1.226,65 điểm. Dù tăng một bậc nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn dậm chân ở vị trí thứ 17 châu Á. Khoảng cách so với hai đội xếp trên là Kyrgyzstan 1.232,91 điểm và Palestine 1.233,72 khá lớn, khó có thể san lấp bằng những trận giao hữu. Đội tuyển Việt Nam thăng tiến đồng nghĩa với việc khoảng cách với phần còn lại của Đông Nam Á lại được nới rộng. Đội tuyển Thái Lan vẫn xếp thứ 111 sau loạt trận giao hữu không thành công tại Kings Cup. Ngược lại, đội tuyển Malaysia tăng 2 bậc lên 146 khi có một trận đấu thành công trước chính Thái Lan tháng 9 vừa qua. Philippines tăng 1 bậc lên 133, Indonesia tăng 3 bậc lên 152. Cuối năm nay, World Cup 2022 sẽ diễn ra, đội tuyển Việt Nam cũng tham dự AFF Cup. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong năm nay. Sau hai sự kiện này, bảng xếp hạng FIFA chắc chắn sẽ có nhiều biến động. Như các bạn đã biết, đội tuyển U17 Việt Nam được đánh giá là một trong 4 đội có hàng phòng ngự chắc chắn tại vòng loại giải bóng đá U17 vô địch châu Á 2023. Kết thúc vòng loại bảng F giải bóng đá U17 châu Á 2023 diễn ra tại sân vận động Việt Trì Phú Thọ. Từ ngày 5 tháng 10 đến 9 tháng 10 vừa qua, tuyển U17 Việt Nam với 3 trận toàn thắng trước các đối thủ U17 Thái Lan, U17 Đài Bắc Trung Hoa và U17 Nepal. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn tiến vào chung kết với 12 bàn thắng mà không để thủng lưới lần nào, giữ ngôi đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối. Đây được xem là một trong những thành tích tốt nhất tại giải đấu năm nay. Theo thống kê mới đây của Liên đoàn bóng đá châu Á, cùng với U17 Nhật Bản bảng A, U17 Yemen bảng E và U17 Pakistan bảng H, đội tuyển U17 Việt Nam là một trong 4 đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn tại vòng loại giải bóng đá U17 vô địch châu Á 2023. Sau khi kết thúc các trận cuối cùng của vòng loại U17 châu Á 2023, 10 đội giành nhất bảng để góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2023 gồm Nhật Bản bảng A, Malaysia bảng B, Qatar bảng C, Saudi Arabia bảng D, Yemen bảng E, Việt Nam bảng F, Australia bảng G, Pakistan bảng H, Iran bảng I và Uzbekistan bảng G. 6 đội nhì giành vé do các thành tích tốt nhất gồm Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Afghanistan, Lào và Hàn Quốc. Như vậy, bóng đá khu vực Đông Nam Á sẽ có 5 đội góp mặt ở vòng chung kết gồm Australia, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Lào. U17 châu Á 2023 là giải đấu đầu tiên của AFC đổi tên từ hệ thống giải U16 châu Á. Nhật Bản là đội có thành tích tốt nhất với 3 chức vô địch vào các năm 1994, 2006 và 2018.
vòng chung kết giải U17 châu Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2023, chưa xác định quốc gia đăng cai tổ chức. Theo phân nhóm hạt giống sơ bộ của AFC, căn cứ trên thành tích thi đấu của các đội tại vòng chung kết U16 châu Á năm 2018, U17 Việt Nam đang tạm xếp ở nhóm 3 cùng với Malaysia, Afghanistan và Saudi Arabia. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn và tuyển U17 Việt Nam vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vinh danh khi có màn trình diễn ấn tượng với 3 trận toàn thắng để giành vé đến vòng chung kết U17 châu Á năm 2023. Với thành tích của U17 Việt Nam, khi so sánh với các đội tuyển ở toàn châu lục, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã vinh danh Công Phương và các đồng đội về màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại U17 châu Á. Cụ thể, AFC vinh danh U17 Việt Nam là một trong 4 đội tuyển có hàng phòng ngự chắc chắn tại vòng loại U17 châu Á 2023. Ngoài U17 Việt Nam, chỉ có Nhật Bản bảng A, Yemen bảng E và Pakistan bảng H là tiến vào vòng chung kết mà không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào. Hàng thủ với lối chơi chặt chẽ và tập trung để U17 Việt Nam thi đấu mạnh mẽ ở hàng công, con số 12 bàn thắng ghi được là tương đối ấn tượng tại vòng loại U17 châu Á năm 2023. Xuất sắc góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á năm 2023 với ngôi nhất bảng F. Tuy nhiên, U17 Việt Nam lại bất ngờ bị xếp ở nhóm hạt giống số 3 dưới cả Thái Lan. Đội bóng chỉ có thể đi tiếp nhờ tấm vé vớt khi xếp thứ 5 trên 6 đội nhì bảng tốt nhất. Trong bóng đá, 5 năm là một chu kỳ thành công vừa vặn. Với huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, đó cũng là khoảng thời gian 2 kỳ World Cup, đủ để tránh sự xáo mòn. Đôi bên đều có nhu cầu làm với mình. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã là số 1 Đông Nam Á, còn ở châu Á vào top 8 Asian Cup 2019 và lần đầu tiên có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 dành cho 12 anh hào mạnh nhất. Nhưng dù đã cố hết sức, kết quả một trận thắng, một hòa và 8 thất bại cuộc đua cuối cùng đến Qatar phản ánh thực tế, bóng đá Việt Nam đã chạm ngưỡng. Ngay cả ông Park vẫn còn bài vở, thì với thế hệ cầu thủ hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã tiệm cận giới hạn. Mọi thành công đều có tính chu kỳ, quy luật lên đến đỉnh rồi sẽ phải đi xuống. Hai năm gần đây, nhất là sau thất bại trước Thái Lan ở AFF Cup năm 2021, áp lực thành công do mình tạo ra khiến huấn luyện viên người Hàn Quốc trở nên nóng nảy, cáu kỉnh hơn. Trước những câu hỏi vốn là bình thường về nhân sự đội tuyển Việt Nam, ông đốp chat lại giới truyền thông: "Cầu thủ tôi chọn, kết quả tôi cũng chịu trách nhiệm. Sao các anh nói nhiều thế?" rồi như hờn dỗi: "Nếu thua, giải giao hữu với Singapore, Ấn Độ, báo chí sẽ đánh tôi tơi bời." Khó tìm huấn luyện viên ngoại nào thích hợp như ông Park, người đã quá am hiểu bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên mới sẽ mất thời gian loay hoay lại từ đầu và chưa chắc gì thành tích đã tốt hơn ông Park. Thứ hai, chúng ta đang có một thế hệ tốt được ông Park nhào nặn hướng đến World Cup năm 2026, nên để ông Park tiếp tục lộ trình, nâng tầm bản lĩnh và đẳng cấp của họ. Đã đến giới hạn, nhưng ai đạt được đến những giới hạn như ông? Chuyên gia Đoàn Minh Sương, ai dám đánh một tượng đài như ông? Chưa có một huấn luyện viên nước ngoài nào nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối, thậm chí là thán phục của giới chuyên môn trong nước như ông Park. Tài năng, sự tận tâm của những kỳ tích đạt được đảm bảo cho ông Park tránh được sự mổ xẻ, soi mói tìm vết như các đời huấn luyện viên ngoại tiền nhiệm. 5 năm qua, người duy nhất dám chê ông Park là Bầu Hiền. Ông Park đang lười làm mới, nói thẳng là bảo thủ. Nguyên nhân có thể do ít người đứng ra phản biện đủ vững để ông làm mới đội tuyển Việt Nam. Khá ngạc nhiên khi ông chủ câu lạc bộ Hà Nội là người rất kín tiếng, nhất là trong những vấn đề chuyên môn. Hợp đồng nhiệm kỳ thứ hai có thêm 1 năm tự động gia hạn của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Cuộc hôn nhân có tiếp tục hay không sẽ được đàm phán trong tháng 10 này. Ai cần ai hơn, gạt sang bên những thông tin chiêu trò, gây nhiễu, có lý do để tin rằng ông Park không còn hứng thú làm nghề ở quê nhà nữa, khẳng định vẫn nguyên vẹn khát khao chinh phục các giải đấu cùng bóng đá Việt Nam. Nhưng ông Park cũng từng nhiều lần bày tỏ mong muốn sau này sẽ tham gia đào tạo bóng đá trẻ. Nhà ở Hà Nội ông đã mua và Bầu Đức sẽ lập tức trải chiếu hoa, mời ông về Hàm Rồng. Rõ ràng, một khi không còn là huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ở Việt Nam ông vẫn được trọng vọng. Thế còn VFF, câu trả lời từ một quan chức: tất cả tùy thuộc vào nguyện vọng của ông Park. Thế là rõ, đôi bên vẫn mong muốn có nhau, nhưng trái bóng trong chân huấn luyện viên Park, bởi cho dù biết đã đạt tới giới hạn và có cho vàng, thì tân chủ tịch và ban chấp hành mới của VFF sẽ đại hội vào tháng sau cũng không dám mạo hiểm đánh bạc với một huấn luyện viên mới xa lạ. Nếu hợp đồng mới không có gì thay đổi, nhiệm kỳ thứ 3 của ông Park sẽ đến ngày 31 tháng 1 năm 2026. Trong đó, thách thức lớn nhất là mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở World Cup Canada, Mexico, USA năm 2026. Thực hiện được giấc mơ, kỳ tích vượt mọi giới hạn này, huấn luyện viên Park Hang-seo phải được VFF tạc tượng. Tuy nhiên, trong khi nhiều người sớm nghĩ với hơn 8 suất cho châu Á, vé đến World Cup của đội tuyển Việt Nam rất gần, thì ông Park rất tỉnh táo. Chúng ta cần một tầm nhìn, kế hoạch cụ thể để triển khai có hệ thống. Ngay lúc này, phải chuẩn bị để có lứa cầu thủ đạt đến trình độ World Cup. Muốn đến World Cup năm 2026, chính phủ cũng phải vào cuộc, nhưng tất cả chưa có gì cả.